chào tất cả các bác. Em lên sóng chiếc máy điều hòa cửa sổ dòng nội địa điện 100V của hãng Toyotomi. Cái dòng máy này thì các bác mua các bác biết rồi, nó chạy rất là hay, êm ái, lắp rất là tiện. Nhà các bác nào dùng mát phòng khoảng 10 đến 12 m2 cứ có ô cửa sổ thôi, các bác đặt lên cắm điện là mát cả phòng luôn. Đấy, rất là tiện nhé. Một con máy điều hòa Nhật thiết kế rất là hay, không có phải lằng nhằng lắp ống lắp yếc thì cục nóng cục lạnh gì cả. Đấy ạ, cứ đặt được lên cửa sổ cái phần lưng này nó hơi nóng nó quay ra ngoài. Đấy, là các bác cắm điện là chạy. Một con của hãng Toyotomi, thiết kế hình cong rất là đẹp. Cái mẫu này rất nhiều các bác thích. Và này công suất nó vào dao động khoảng 7.000 đến 8.000 BTU. Đây là cái phần cửa gió này. Cái cửa gió này nó ra lạnh cóng tay luôn đấy ạ. Đấy, lạnh cóng tay các bác nhé. Máy này đi kèm một chiếc điều khiển học này, điều khiển học nhé. Đấy, điều khiển này thì em đã cài đặt các mức nhiệt độ như là 21 này, 25, 27 độ C. Đấy, em sẽ có bảng hướng dẫn, có nút bật, nút tắt này, các cái chế độ chạy lạnh, hút ẩm đầy đủ trên máy. Ngồi trước cửa gió này các bác chỉ có lạnh run người thôi. Rất là lạnh luôn, con em để số 5 nhé. Giá bán 3 triệu 6, đi kèm điều khiển học, chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Đổi nguồn các bác mua thì em bán 450 của Liwa, hàng công ty. Đấy, máy này thì em bảo hành 6 tháng cho các bác. Máy thì nói chung là lành, nó bán toàn xa, chả các bác nào hỏng bao giờ đâu ạ. Đấy là gọi là bảo hành cho nó có thôi, chứ còn cũng chẳng có ai phải bảo hành bao giờ đâu. Con máy chạy xuất sắc đẹp. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Giá 3 triệu 6, chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Chào các bác.